bảo vệ nhóm nguy cơ, chỉ tập trung COVID-19 là chưa đủ. Những đợt tái phát bệnh nền sẽ khiến cơ thể người bệnh yếu đi, tạo điều kiện cho virus tấn công. Nhiều người mắc COVID-19 không nặng, nhưng là yếu tố thúc đẩy các bệnh nền khác diễn tiến nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Nguyễn Viết Hậu, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, các bệnh nhân suy tim, cao huyết áp, hen suyễn, dồi máu cơ tim có thể khởi phát mọi lúc. Tuy nhiên, nhiều người có tâm lý chỉ khi xuất hiện triệu chứng COVID-19 mới gấp rút đến bệnh viện, còn các dấu hiệu bệnh khác lại bỏ qua. Điều này dẫn đến nhiều bệnh nhân COVID-19 đã trở nặng từ trước đó khi nhập viện. Kiểm soát tốt bệnh nền là yếu tố tiên quyết. Theo bác sĩ Nguyễn Viết Hậu, những người từng phẫu thuật ghép gan, thận, người đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch để điều trị ung thư, các bệnh tự miễn, những người có sức đề kháng đã suy giảm sẵn như bệnh nhân đái tháo đường, suy gan, suy tim, các bệnh nội khoa phức tạp đều có nguy cơ cao mắc COVID-19 và diễn biến nặng. Những đợt tái phát bệnh nền sẽ khiến cơ thể người bệnh yếu đi, tạo điều kiện cho vi trùng virus tấn công. Nhiều người mắc COVID-19 không nặng, nhưng là yếu tố thúc đẩy các bệnh nền khác nghiêm trọng hơn. Tình trạng bệnh nền xấu càng khiến bệnh nhân lo sợ, mệt mỏi khi nhập viện, làm giảm hiệu quả điều trị COVID-19. Vì vậy, người có bệnh nền khi mắc COVID-19 cần tập trung chăm sóc, điều trị song song bệnh nền, chỉ tập trung vào COVID-19 là chưa đủ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.